mới nhận được capybara siêu hot hiện nay và còn được chụp hình checking về mascot capybara siêu đáng yêu này nữa. Thầy ơi, đeo tai nghe mà chứ tôi là đeo cái khăn choàng. Xinh. Trời ơi, dễ thương. Cái này ôm nhẹ nhàng được không? Quá nhẹ, vô cùng. Bữa giờ chắc mọi người đi đâu cũng thấy tràn ngập cái em capybara này là biết nó hot cỡ nào rồi nha. Nhưng nay capybara đã có mặt tại tất cả các cửa hàng của Bách Hóa Xanh. Biết tại sao không? Chấn động vì Close Up Why Now lần đầu tiên lên kệ tại Bách Hóa Xanh với chương trình khuyến mãi là capybara đó nha. Riết rồi cảm thấy sung sướng với nhiều ren chịu chơi để bắt trend thiệt chứ. Mấy em nhỏ nhỏ dễ thương rồi mà capybara khổng lồ này nó còn dễ thương gấp nhiều lần khi mà nó to hơn tôi nữa. Quay không nói điều, chỉ cần ngay lập tức bạn đến Bách Hóa Xanh gần nhà mua một chiếc Close Up Why Now bất kỳ sẽ được tặng một móc khóa capybara siêu xinh này đây. Nếu mua 2 chiếc sẽ được giảm 15% và được tặng một cái túi gấu bông capybara đáng yêu này nữa nha. Thời gian chỉ diễn ra trong tháng 9 này thôi nên là mọi người nhớ tranh thủ. Hốt ngay cho tôi một chiếc rồi một con. Thấy cảnh dữ lắm mới bán chân gà kiểu này. Nhà nhà người ta bán chân gà gút xương, mua sẵn ở siêu thị, chỉ việc làm rồi bán thôi. Nhưng mà riêng chỗ này là mua chân gà có xương nóng, tự gút xương rồi bán trong ngày. Thấy cảnh không? Nhưng mà khách hàng như tôi là mê nha. Mua về tự rút, bán nhiều rút nhiều. Ngày anh rút khoảng 15-16 kg gì. Cái rút thì nhanh lắm, tầm khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng, 3 tiếng là xong. Mình muốn là cái gì mà mình trải nghiệm ngon thì mình sẽ muốn đưa cho khách hàng những cái ngon nhất. Nhưng mà giá cao hơn. Đúng rồi, chắc chắn là cao hơn, đảm bảo luôn. Bán cái này thì hầu như giờ là cái lợi nhuận đó cực kỳ thấp. Mình bán, mình lấy số lượng bù vào thì sẽ ok. Chỗ này bán trong chợ Hồ Hy Kỷ, đối diện trường học mọi người thường giữ xe, cụ thể hơn là số 107A, đường Hồ Hy Kỷ, quận 10. Bán từ 4 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Chân gà heo Unu cũng là người đầu tiên bán trong cái chợ này luôn. Bán rất là nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần đến là chất lượng đều thay đổi. Giống như hiện tại là dù chân gà gút xương, nhưng mà mỗi ngày đều đi mua chân gà có xương nóng trong ngày rồi gút ra, chứ không mua hàng đông lạnh. Cho nên khi ăn mọi người sẽ cảm thấy nó ngon hơn rất nhiều so với những cái mặt hàng khác. Cái chân gà khi mà tự gút trong ngày, không có qua đông lạnh, mình thấy ăn nó béo hơn, nó sần sật chứ không có bị cứng. Bạn nào sành ăn nhiều chân gà đảm bảo ăn gì làm khó người ta thiệt khi mà vô quán mặn đòi ăn món chay. Nhiều lúc gia đình có người ăn chay, người ăn mặn thì cũng khó chọn quán luôn. Nhưng với nhà hàng Mỹ, buffet lẩu rau organic này thì mọi người yên tâm nha. Khi mà 135.000, mọi người sẽ ăn thoải mái không giới hạn các loại rau ở đây. Nước lẩu thì mọi người sẽ được chọn 2 ngăn. Cái nhà hàng này sẽ nghiêng về sức khỏe con người nhiều hơn, nhưng mà nước chấm và nước lẩu rất ngon, mình nghĩ là sẽ khiến cho bạn ăn hoài liên tục luôn. Còn nếu như muốn ăn thịt hải sản thì cũng có luôn nha. Địa chỉ nhà hàng này sẽ là nằm ở đường Nguyễn Xiển, cụ thể hơn thì mình sẽ để ngay đây, trong khu Vinhome Thủ Đức, mở cửa từ 11 giờ sáng cho đến 10 rưỡi tối, nhưng mà 9 giờ rưỡi sẽ là giờ nhận khách cuối cùng nha. Trẻ em dưới 1m3 là không cần tính tiền luôn nha. Cái chỗ này mà kế nhà mình đảm bảo luôn có thể ngày nào mình cũng ăn, tại vì nó ngon mà còn tốt sức khỏe nữa. Nhìn ra nhiều bạn sẽ cảm thấy là không có gì đặc biệt, nhưng với mình khi mà đi ăn lẩu mặn á thì nhiều lúc tối ngày mình cũng ăn nấm và các loại rau để chấm thôi. Nhấn mạnh một điều là rau rất rất tươi nha, mà muốn có đạm, thịt bò, hải sản đầy đủ hết cho mọi người chọn lựa, có từng phần lẻ, thậm chí là có combo. Còn nếu như mọi người ăn chay thuần thì cũng có tàu hủ ki, có đậu hủ chiên, đậu hủ non, chả, vân vân rất là nhiều. Cho nên là gia đình ai có người ăn chay mà cũng có người ăn mặn thì chọn ở chỗ này là quá đúng bài. Thậm chí là bữa nào muốn thanh lọc cơ thể thì mọi người nên muốn trả Hà Nội Sài Gòn duy trì vài tháng thì cũng phải đóng cửa thôi. Đó là lời của vài chủ quán trước mình từng đi ăn và được nghe. Không phải vì món ăn nó không ngon mà có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là khu vực mở quán xung quanh không có nhiều người biết ăn cái món này. Thứ hai, với cá nhân mình thì cái món này ở Sài Gòn nó chưa phải là cái món mà trong top mọi người chuộng để ăn mỗi ngày. Ngoài ra còn nhiều tác động khác về kinh tế nữa. Lúc trước thì mình không có tiếp cận nhiều món này, nhưng mà sau những chuyến đi các tỉnh miền Bắc của mình thì phải nói là Quang cực kỳ thích cái món này luôn. Phải nói là rất mê nha. Thậm chí về Sài Gòn tìm quán hoặc là đặt về nhà ăn liên tục. Địa chỉ chỗ mình ăn ngày hôm nay là số 281 đường Hùng Vương, phường 9, quận 5. Bán từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Công thức được truyền qua nhiều đời và bán rất là nhiều năm ở Hà Nội rồi. Điểm khác biệt so với các quán khác khi mà nhiều chỗ nướng thịt bằng lò nướng, nhưng mà chỗ này vẫn giữ cách nướng truyền thống là bằng than củi, cho nên thịt nó rất là thơm. Toàn bộ nguyên liệu và gia vị là nhập từ Hà Nội về luôn để giữ được hương vị gốc nguyên vẹn nhất. Đu đủ là quán bào tai luôn, cho nên rất giòn, rất rất giòn nha. Chả viên cũng là do nhà làm, tự nặng từng viên một, bên ngoài thì chắc, bên trong thì mềm. Một cái phần bún chả này 55.000, có đầy đủ chả thịt viên, chả thịt miếng, hay mọi người muốn kêu phần riêng mà một topping mọi người thích cũng được luôn, cho nhiều hơn. Đến đây thì nhớ ăn cho tôi cái nem nha. 15.000 cay, chấm cái nước này ăn nó giòn rụm. Hết trơn hả? Trời ơi. Thầy ơi, con về thì con lên hết bánh rồi. Nhớ con không? Nhớ. Nhớ. Trời ơi. Hay ta. Hết trơn luôn rồi. Lên đọc chữ lẹ, lên đi đọc chữ lẹ. Thăm ngoại nè. Thăm ngoại á. Trời ơi, con nhớ đường này giờ này ngoại còn bán. Ừ, quay già, ngoại bán hết á. Ngoại bán, ngoại bán, ngoại bán hết ra về. Trời ơi, xuống này tiếng hồ hết rồi ăn bánh mì luôn rồi. Bữa hồ xong lắm, nay vậy là khỏi rồi, mấy bữa kia. Trời ơi. Thằng ơi. Trời ơi. Xuống này thăm ngoại là có... Không phải là không ngoại hả? Đâu, trung thu tới. Trung thu. Mua bánh trung thu. Không không. Ừ. Ngon dữ à? Ngon không? Ngon.
một bánh nó ăn 3 ngày. Cái này phải bao nhiêu cây ta? Em nghĩ chắc 10 cây. 10 cây hả? Để thử. Rồi, mình nói hơi bị lố quá. Chắc là 4-5 cây thôi. Cảm ơn. Ôi trời ơi. Giỏ sách khoai tây lóc tái. Oh my god, là cái món tuổi thơ. Trời ơi. Con nó lợi quá. Khoai tây lóc xáy chỗ này địa chỉ là số 240 đường Tô Hiến Thành, quận 10, bán từ 5 rưỡi chiều cho đến 10 rưỡi tối. Đi vòng vòng nguyên khu này thì mọi người chỉ thấy là có xe này thôi, mặc dù là bán lề đường nhưng mà rất chất lượng nha, từ khoai, bột phô mai và thậm chí cả dầu ăn nữa. Tự cao quá không khi mà nói cái món ăn của quán chưa có ai chê. Quán này thì rất là hot với cái món lẩu mắm nguyên cái mẹt rau như thế này nè, nhiều topping đa dạng, nước lẩu mắm thì rất đậm đà và thơm. Bây giờ có món mới là vịt nấu chao, tự tin là luôn làm khách hài lòng. Chưa ai chê hết nha. Khen không á. Chỗ này có tên là lẩu mắm cô năm, địa chỉ là số 648A, đường Trường Sa, phường 17, quận Phú Nhuận, mở cửa từ 2 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Cái quán này ngay bờ kè cho nên mọi người có thể vừa ăn vừa ngắm đường xá con người, cũng rất là chill nha. Vịt nấu chao thì có hai giá, 189 và 208. Mình thì chọn cái phần rẻ thôi. Nước dùng làm ở đây rất là thơm béo, khoai môn thì ăn bùi bùi. Lẩu chao ngon mình phải luôn kèm khoai môn với rau muống. Nấu một lát nhiều khoai thì nước lẩu sẽ hơi đặc lại thì nó sẽ thơm và béo hơn nữa. Làm cực nhất cái món này là thịt vịt phải ướp 6 tiếng mới bán được. Trong phần này sẽ ăn cùng với rau muống, rau má, đậu hũ trắng và đặc biệt là tàu hủ kỳ. Lẩu chao thì tất nhiên phải chấm với chao rồi. Ngoài ra thì cũng có nhiều loại nước chấm khác. Thậm chí là ai không thích ăn rau này thì cũng có thể đổi, tại vì quán có 10 loại rau lận. Thịt vịt được nấu mềm chứ không có bị dai. Đây cũng là một trong những món ruột ở dưới miền Tây nha mọi người. Rất là ngon luôn. Lẩu chao ăn thì nó cũng ok, làm thử món lạ cho khách đổi gia vị. Thì lẩu chao làm cực rồi.